Vừa rồi là chúng ta đã giới thiệu cái nhóm công cụ thứ hai là nhóm công cụ Luxo. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới nhóm công cụ thứ ba. Nhóm công cụ thứ ba này thì gồm có hai công cụ là Magic Wand và Quick Selection. Ở đây thì đây là những cái công cụ mà nó hoạt động theo một cách khác hẳn nhau so với lại cái hai nhóm trước đó. Hai nhóm trước thì nó vẫn có hình, chúng ta vẫn hình dung ra cái hình cần phải chọn là cái gì. Marquee cũng vậy hay là Luxo cũng vậy, chúng ta có sự tương đối là chủ động và rõ ràng về hình hài khi mà chúng ta chọn. Tuy nhiên cái nhóm Magic Wand này thì nó hoạt động theo một cách hoàn toàn khác, đó là chọn theo giá trị màu. Cách làm như thế này: tôi chọn công cụ, sau đó thì tôi kích chuột vào trong một cái vùng màu nào đó, tôi sẽ nhận được một vùng chọn mà tôi không thể nào xác định được trước là nó có cái hình hài như thế nào, to hay nhỏ. Lý do vì cách làm của nó như sau: khi tôi kích chuột vào một điểm nào đó bằng công cụ Magic Wand này, tại cái điểm mà tôi kích chuột nó sẽ đo giá trị màu của cái pixel đó, sau đó lấy cái pixel đó làm tâm, nó sẽ tìm kiếm từ cái tâm đó lan ra bốn phương tám hướng xung quanh. Nếu mà nó gặp một pixel có màu giống như là cái mẫu hoặc là gần giống thì nó sẽ kết nạp các pixel giống hoặc gần giống đó vào trong vùng chọn. Thế thì như thế nào được coi là giống? Giống thì giống hệt thì không nói làm gì rồi, nhưng mà nó có thể là sáng hơn một tí, có thể tối hơn một tí, nó có thể đậm hơn một tí hay là ngả màu nọ màu kia một tí. Thì trong một chừng mực nào đó thì chúng ta sẽ thấy là nó kết nạp như sau. Các bạn để ý ở trên này chúng ta có một cái giá trị gọi là giá trị tolerance, hay là cái giá trị để xác định sự khác biệt. Nó sẽ có giá trị thay đổi, tham số nó thay đổi từ 1 cho tới 100. Bây giờ tôi thiết lập là 1 và các bạn thử kích vào như tôi. Các bạn sẽ thấy rằng là cái vùng chọn này rất là bé. Vì sao? Khi đã thiết lập giá trị là 1 thì chỉ những cái pixel kế cận nào mà có màu giống hệt nó mới kết nạp vào hội của nó thôi. Còn khác biệt đi một tí, nó coi như là không quen không biết, nó không nhận. Đó, giống như là bây giờ bạn trong nhà ruột thịt là gì? Anh chị em ruột đúng không? Thì mới gọi là mới được kết nạp vào hội. Đấy. Khác một tí không được. Thế bây giờ nếu mà tôi tăng lên chẳng hạn 10. Có được không? 10 thì được, nhưng mà nó rộng hơn. Lúc này nó đã chấp nhận một chút khác biệt rồi. Ví dụ anh chị em có thể là cùng mẹ khác cha hay cùng cha khác mẹ gì đấy, nhưng mà như thế nó đã có cái sự khác, nhưng mà dù sao nó cũng vẫn rất gần. Đấy, tăng lên nữa thì có thể là con chú con bác đó, tăng nữa thì chi trên chi dưới đó. Tăng nữa lên thì có thể là đầu phố cuối phố hay đầu làng cuối làng. Tăng nữa lên thì có thể là tỉnh này với tỉnh kế cận. Đấy, còn ở một mức độ cao hơn nữa, lên đến 100 chẳng hạn, thì cứ đi ra ngoài đường gặp thằng nào mà da vàng tóc đen là nhận hết, đấy là cùng người châu Á, ví dụ như thế. Thế thì tham số càng lớn thì cái độ khác biệt chấp nhận càng lớn. Đây, ví dụ các bạn nhìn này, chúng ta chọn chẳng hạn chọn quả dưa, vừa nãy tôi để là 1 rồi tôi để là 10, tôi tăng lên 50 chẳng hạn, các bạn sẽ thấy khác lớn hơn đúng không? Nếu bây giờ tôi tăng lên 100 thì sao? Tôi có thể chọn luôn cả quả dưa này không? Gần như nếu như tôi kích vào một điểm thích hợp thì nó có thể chấp nhận những giá trị sáng hơn là tối hơn, nó gần như nó lấy được luôn là quả dưa. Đấy. Tham số giảm thì vùng chọn nhỏ nhưng mà màu thuần hơn. Tham số to, vùng chọn rộng hơn nhưng mà màu có thể chấp nhận sự khác biệt tương đối lớn. Chủ yếu giống nhau đây là gì? Sắc vàng. Nhưng sắc vàng ngả trắng, sắc vàng ngả xanh, sắc vàng ngả đỏ nó sẽ khác nhau đấy. Nhưng có một tham số chung là vàng. Nhưng lúc đấy thì các bạn sẽ lại thắc mắc là ô thầy ơi, nếu như mà chấp nhận rằng là giá trị vàng thì tại sao quả dưa vàng có rất nhiều các vùng khác vàng ở đây mà nó lại chỉ lấy trong quả dưa? Thì ở đây nó có liên quan tới một cái check, đó là contiguous này. Cái này là mặc định. Có nghĩa là gì? Khi mà nó lấy cái điểm tâm để mà nó lan ra bốn phương tám hướng, nó tìm những thằng giống giống nó sẽ bị dừng lại khi nào nó gặp
một cái dải màu khác chắn ngang. Mặc dù nó nhận theo giá trị màu, nhưng khi nó gặp một dải màu khác chắn ngang thì nó hiểu rằng đấy là đường biên rồi đấy, đúng không? Vừa nãy chúng ta đã trao đổi về cái cách làm việc của magnetic lasso mà. Đấy, cứ một dải một bên màu nọ, một dải màu kia, một bên màu kia, thì có nghĩa là đấy là ranh giới của một đối tượng nọ với đối tượng kia, hoặc đối tượng với nền, thì nó cũng dựa trên cái quy tắc đó. Khi nó vấp phải một dải khác màu thì nó hiểu rằng đấy là ranh giới rồi đấy, không lấy ra ngoài nữa. Tôi tắt cái này đi thì sao? Đây, nó sẽ lấy tùm lum, chỗ nào có sắc vàng nó cũng lấy hết. Lấy thế này có được không? Cũng được, nhưng mà chúng ta phải có một cái sự xác định rất rõ về cái mà chúng ta đang làm thì chúng ta mới làm như thế. Còn nếu không, hãy giữ nguyên cái checkbox contiguous này cho tôi. Vì sao? Vì logic, đây chúng ta quay lại chúng ta nhìn, rõ ràng là tôi chọn từng đối tượng ở cửa sổ bên trái đưa sang cửa sổ bên phải để ghép lại này, có nghĩa là tôi bám theo đường biên của từng đối tượng. Vậy thì tại sao tôi lại không đánh dấu cái này? Đấy, thì nó sẽ lộn xộn mất. Đánh dấu cái này thì đến biên thì nó dừng lại, thì chúng ta chọn được đúng đối tượng đấy luôn. Đấy, và cách dùng thì rất là đơn giản thế này thôi. Thế còn chỗ nào mà hơi khuyết khuyết chưa đủ thì các bạn giữ ship, các bạn thêm cho nó một tí. Chỗ nào thừa thì các bạn giữ an, các bạn trừ hết nó đi. Đây ví dụ tôi lấy quả là gì đây nhỉ? Quả lê này. Đấy, đến đây cái vùng này nó quá sáng, nó khác đúng không? Bây giờ tôi giữ ship, tôi kích thêm vào đây. Nhưng mà thế này thì quá rồi. Những trường hợp như thế thì chúng ta phải giảm bớt đi, đúng không? 20, 30 thôi chẳng hạn. Đây, làm lại. Giữ ship. Đấy, kích dần, kích dần. Và kích cho tới khi nào mà chúng ta lấy được hết những cái vùng mà chúng ta chưa chọn được. Đó. Thế đây là một phương pháp. Công cụ này là công cụ siêu cổ điển luôn. Đấy. Nhưng có một công cụ nữa cùng nhóm với nó thì mới hơn, đó là công cụ Quick Selection. Công cụ này thì có từ các phiên bản, nếu tôi nhớ không nhầm là phiên bản CS2 bắt đầu có Quick Selection. Thì nó hoạt động cũng theo giá trị màu, nhưng nó lại hoạt động theo một kiểu khác. Có nghĩa là nó không lấy theo một giá trị màu nhất định. Magic Wand là lấy theo một giá trị màu nhất định. Ví dụ, hoặc là vàng, hoặc là trắng, hoặc là đỏ, hoặc là xanh. Có thể trắng khác nhau, vàng khác nhau, xanh khác nhau, nhưng về cơ bản nó phải chứa cái màu xanh trong đó hoặc chứa màu vàng trong đó nó mới chọn. Còn khác màu thì thôi, mời ông đi chỗ khác. Đó. Nhưng thằng Magic Wand là như thế. Còn thằng Quick Selection thì nó chấp nhận giá trị màu mang tính trung bình cộng. Này, tôi có thể chọn cái này. Đấy. Hoặc tôi có thể là chọn đây, các bạn nhìn cái này. Đây là vừa gì nhỉ? Vừa đỏ, vừa trắng đúng không? Đấy. Tôi có thể bấm này. Và sau đó thì tôi di. Di đến đây thì các bạn nhìn thấy là nó tính trung bình cộng. Chỗ nào nó vừa đỏ, vừa trắng thì nó lấy luôn. Nó sẽ tính theo một cách thoáng hơn là như thế. Và tất nhiên là nếu quá thì nhấn nam, trừ bớt đi. Thì đây, nó trừ bớt đi. Còn không nhấn gì cả thì nó đương nhiên là cộng. Đấy, mặc nhiên là cộng. Cứ di đi thì nó sẽ tính trung bình cộng giữa những cái màu mà nó đang di như thế. Nó cứ tính cái thằng nào đáp ứng được đủ cả, vừa có sắc nọ vừa có sắc kia, tính trung bình cộng đáp ứng được thì là nó kết nạp vào. Thì đây là một cái công cụ cải tiến. Tất nhiên là không có công cụ nào mạnh hơn công cụ nào, không có công cụ nào yếu hơn công cụ nào, chỉ có người sử dụng trong trường hợp này hợp lý hay không hợp lý. Thế thôi. Tôi lấy ví dụ một công cụ không định hình là công cụ Lasso, là công cụ của Magic Wand. Tôi sẽ kết hợp nó với lại công cụ định hình là công cụ Rectangle hoặc là Elliptic. Tôi lấy ví dụ như là tôi vẽ như thế này. Tại vì sao? Vì cái thằng này nó không tròn hoàn toàn, cũng không khớp được. Nhưng tôi có thể kết hợp nó bằng cách là gì đây? Lấy Magic Wand, giữ an và kích vào phần trắng. Thì sao? Magic Wand chọn theo giá trị màu. Khi đã có một vùng chọn như thế này rồi thì nó sẽ chỉ làm việc trong vùng chọn đó thôi. Nó kích vào màu trắng thì nó sẽ chỉ chọn màu trắng thôi. Và như vậy là nó tạo ra vùng chọn mới thứ hai. Mà vùng chọn mới thứ hai mà khi chọn mà lại, hoặc là khi tạo mà lại nhấn an thì giao với vùng chọn cũ ở đâu thì nó sẽ cắt
cái phần giao nhau đó đi thì nó sẽ giữ lại cho tôi quả dưa mà nó loại bỏ cái phần nền ở bên ngoài. Đây tôi demo một tí thật nhanh để các bạn nhìn nhé. Ví dụ bây giờ tôi muốn làm lại cái bài này, tôi trước hết là tôi sẽ tạo ra một cái khung giống hệt về mặt kích thước đã. Đây email duplicate nó sẽ tạo ra bản sao. Bản sao này bây giờ nó giữ cái hình cũ rồi cho nên tôi sẽ tô trắng hết. Fill vừa nãy các bạn đã biết lệnh rồi đúng không, các bạn sổ danh sách ra các bạn chọn màu trắng cho tôi, vậy là nó sẽ tô màu trắng. Đến đây tôi đã có được cái hình như thế này rồi, đúng bằng kích thước bài mẫu được chưa. Bây giờ vào Windows, vào Orange và tôi chọn nó là hai cái đi. Đây vậy thì tôi sẽ có hai cửa sổ mở hai bên như này. Ví dụ tôi vẽ để lấy hình này, quan sát lại nha, vẽ này, vẽ thoáng lên thế, sau đó thì Major One nhấn An trừ hết nền trắng này đi, vậy thì chúng ta chỉ còn lại cái quả dưa. Đây là sự kết hợp đúng không. Tất nhiên tôi có thể vẽ nhiều cách khác nhau, ví dụ như công cụ này thì chỉ một lần thôi. Nếu như mà tôi di một tí nó tính trung bình cộng một cái là nó lấy được luôn, nhưng mà chúng ta có thể làm nhiều cách khác nhau, tốt nhất là cách làm sao kết hợp được giữa cái nọ với cái kia để tăng cái độ mạnh cho cả hai công cụ. Đấy. Còn tất nhiên là đến lúc làm thật thì chúng ta sẽ làm cách nhanh nhất ngắn nhất. Và bây giờ tôi lấy công cụ này tôi kéo sang đây, thả ra thì coi như là bản sao đúng không. Bây giờ tiếp theo tôi cũng sẽ lấy những thằng cũng gần tương tự như thế. Đây vẽ nhanh này, trừ bớt đi này, trừ bớt đi đúng không. Hoặc nếu không thì đây chúng ta sẽ làm lại một cách khác, quick này. Đấy. Đến đoạn này thì chúng ta lại phải thu nhỏ bớt cái kích thước lại. Trong trường hợp này các bạn có thể nhấn an các bạn để đây nhỉ, chuột phải đấy, kéo sang trái thì các bạn sẽ thấy là gì đây nhỉ, giữ phím an nhé, nhấn chuột phải nhé, kéo sang phải là tăng kích thước đầu công cụ này, kéo sang trái là giảm kích thước đầu công cụ này. Đấy, và bây giờ các bạn di tiếp một tí thì nó sẽ lấy được, nhưng mà như thế này thì rõ ràng là mất công hơn thằng kia đúng không, tại vì có chỗ to có chỗ nhỏ cần luồn lách, cho nên là tùy từng cái trường hợp mà các bạn sẽ chọn phương án thôi. Đây kéo sang vậy là được thêm một cái đúng không, nhấn phím cách này dịch sang những khu vực khác, ví dụ như cái thằng này, trường hợp này thì tôi sẽ sử dụng một cái thật hợp lý là cái thằng magnetic. Tại sao? Vì là nó một bên đỏ một bên trắng đúng không? Tôi chỉ cần bấm vào đây còn di một cách tự do đi, nó thích bám vào đâu là việc của nó đó. Đến đây tôi lấy được rồi, kéo sang vậy là tôi được cái tai. Tương tự như thế mắt này có thể dùng thằng này một xíu là xong, nhưng mà trong trường hợp này thì tôi muốn các bạn nhớ lại cái lệnh kia đúng không, vẽ đại ra tròn tròn một tí là được rồi, đừng nhả phím chuột, nhấn phím cách đẩy nó lên bằng đỉnh, đẩy nó sang bằng gì đây cạnh trái, buông phím cách ra và vẽ xuống cho tới khi nào khớp vào. Đấy, nếu chưa khớp nhấn phím cách kéo xuống kéo lên một tí làm sao cho nó khớp hẳn thì thôi, kéo sang vậy thì được cái phần mắt này. Thằng này cũng tương tự như vậy. Đây bây giờ làm lại cách khác, cố gắng xác định tâm nhé, nhấn an đây. Cố gắng xác định tâm, nhấn an vẽ từ tâm ra. Đấy, khớp rồi thì thôi, buông chuột, kéo ra. Vậy là được mắt đúng không? Mũi này. Đây. Tốt nhất là trường hợp thằng này đi. Quick này. Dì một tí là xong. Trung bình cộng của nó khá tốt. Kéo sang, được mũi. Tiếp nữa, miệng. Quả kiwi thì rất giống cái trường hợp vừa rồi. Đây. Vẽ lại ra này, nhấn dấu cách này, lên đỉnh này, đẩy sang trái này bằng cạnh trái, buông phím cách ra và kéo cho tới khi nào lấy được cái phần xanh ở trong, kéo sang, vậy là được cái miệng. Sau nữa thì đến gì đây, mũ. Mũ thì nên quay trở lại phương pháp này, vẽ vùng bao quanh đúng không, sau đó thì Major One. Nhưng trường hợp này hãy nhớ là nó sẽ có cái
khác biệt nếu như tham số này lớn hay bé đấy. Bình thường nếu mà các bạn mới lần đầu tiên các bạn làm việc, nó sẽ là tham số 32, đấy là tham số mặc định của Photoshop. Nếu mà tôi nhấn phím an, tôi trừ bớt đi nền, các bạn sẽ thấy nó trừ vào trong rất nhiều vì màu tương đối giống nhau và sáng tối giống nhau. Vậy thì Ctrl Z lùi lại một bước, giảm bớt cái này đi còn 20 hoặc 15 thôi, để cái màu nó phải giống nhau nó mới trừ, nó không trộn lẫn đấy, còn khác thì thôi. Các bạn cứ từ từ các bạn bấm vài lần cho tới khi nào mà trừ hết được cái nền ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ lấy được gì đây nhỉ, cái mũ ở trong, kéo sang đấy. Như vậy thì về cơ bản chúng ta đã lấy gần như đủ. Bây giờ còn một chút cái này thì thôi tôi không nói nữa nhé, tại vì là nó sẽ dùng tốt nhất là cái công cụ gì đây, polygon này thôi đấy. Sau khi lấy được rồi thì các bạn còn một vài thao tác nữa là transform rồi nhân bản rồi xoay lật các thứ, thì các bạn sẽ làm xong được cái này. Tất nhiên hôm nay thì chúng ta mới làm quen về cái công cụ thôi, nhưng mà tôi sẽ cung cấp đủ cho các bạn cái video hướng dẫn đầy đủ các bước làm như thế nào với cái bài này. Thế thì thông qua cái cách thức như thế thì các bạn có thể về ôn lại toàn bộ các khái niệm ngày hôm nay cộng với thực hành cho tốt cái bài tập đó. Tôi sẽ đưa cho các bạn thêm một vài cái bài tập nữa. Bài tập này là bài tập chính hãng của Adobe. Tất nhiên nó nói thẳng luôn, cái bài này là một bài rất cổ của Adobe, nhưng tôi đánh giá cực kỳ cao cái bài này, tại vì nó rất là tốt cho các cái khái niệm cơ bản ban đầu đấy. Ngoài ra thì cũng còn một vài bài nữa, có hai bài nữa thì tôi cũng sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn có thể là thực hành thử luôn, làm sao cho làm tốt được cái đấy. Đầu buổi sau, nếu cái bài mà gần nhất, bài hiện đại nhất mà tôi cung cấp cho các bạn mà có vướng cái gì thì chúng ta sẽ trao đổi nốt vào cái buổi sau. Các bạn cứ cố gắng làm đến tối đa cái gì các bạn làm được đấy, sau đấy thì vướng cái gì tôi sẽ trao đổi tiếp vào đầu buổi, sau đó thì chúng ta sẽ vào mới. Ok.